tức là bốn anh em trai, một anh là thích trồng hoa, một anh là thích trồng xương rồng, còn một anh là cây cảnh là anh lớn nhất. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Hai Lúa lại tiếp tục mời các bạn chúng ta cùng đến thăm một cái không gian, một khuôn viên vườn cảnh với nhiều màu sắc, nhiều chủng loại, chủ yếu là những dòng cây có hoa. Trước mắt màn ảnh quý vị và các bạn là một cây hoa dâm bụt đang rực rỡ màu hoa đỏ, đẹp quá. Mình thì chủ yếu tập trung bên dòng cây cảnh nghệ thuật, ít có cơ hội mà được chiêm ngắm một cái không gian vườn cảnh rực rỡ đầy hoa. Hôm nay thì có dịp ghé thăm thì làm cuốn video chia sẻ cho anh em cùng chiêm ngắm những cánh hoa cũng như là thư giãn cuối tuần. Một cái không gian được bố trí cũng khá đẹp mắt. Khu vực bên này được bố trí một cái hồ sen. Rất tiếc thì mình về làm chương trình thì sen chưa có hoa, một số cây đã toàn. Thì mời anh em thưởng thức hình ảnh chung. Ở khu vực phía bên này thì rất nhiều những cây mẫu đơn đỏ và những cây mẫu đơn bông vọt với nhiều kích thước khác nhau, từ bưng bê cho đến lẫn. Chắc đang cuốn video này lên thì chị em phụ nữ xích xem hơn mấy anh nom này. Bởi vì khung không gian vườn này là toàn những đầy hoa đẹp. Theo anh em chia sẻ thì cái dòng mẫu đơn vàng này cực kỳ khó chăm, khó nuôi. Anh em nào mà thích hoa mẫu đơn thì có thể đánh tại thuộc Bình Trị. Mấy cây này gốc to. Như cái chậu này thì bón bao nhiêu một chậu em? Cái chậu đây này, cặp này gốc này là anh em nào thích hoa tức là một cặp này là 50 triệu. Thường thường mà mấy anh em thích dàn mẫu đơn là hai mua một cặp. Mẫu đơn hay là tròn vòn gì nó cũng đau rồi đó. Rồi. Khu vực phía bên này thì xương rồng. Như một cái khay này thì bao nhiêu tiền chị? Dàn đây thì chị biết gió không? Em biết dàn đó thì em không biết gì mà em biết là nó đẹp lắm chị bón mà em không biết bao nhiêu chứ. Dàn xanh xanh đỏ đỏ này là đét thôi. Dàn nó dàn đét á. Cũng như dàn cục cái này. Nó bón nhỏ thì nó cao
triệu. Một cục đó hả? Dạ. Một cây như thế này là mấy trăm? Dạ. Nó đét lắm, cái dòng này nè, dòng này dòng đét tiền đó. Thì một cây này cũng tiền triệu đó. Dạ. Nó cái... từ nhỏ giờ này nó lao lắm. Dòng này đét tiền. Chiên bên xương rồng không hả? Dạ. Cái da xanh xanh đỏ đỏ này thì đắt tiền. Dạ, xanh. Còn mà xanh không này thì cũng đắt nhưng mà nhẹ hơn. Dạ. Cũng xanh xanh đỏ đỏ nhưng mà có tùy loại, nó tùy theo dòng số đó. Nó cái này nó có tên không chị? Nó có tên hết á. Cái này là gì? Em không biết. À. Cái thằng kia nó bay chiên của nó biết em chịu thua mấy thế này em chịu thua đó. Nó nói là mình không để ý nữa, mình không cầm không để ý nữa. Dạ. Này chiên bên xương rồng. Dạ. Dạ dạ. Tức là nhỏ hơn anh em. Đều thích chơi hoa, một anh là thích chơi xương rồng. Còn một ông là thích chơi cây cảnh nữa. Ông với cây cảnh. À. Tức là bốn anh em trai. Một anh là thích trồng hoa. Một anh là thích trồng xương rồng. Còn một anh là cây cảnh là anh lớn nhất. Đây là lần đầu tiên mà em được thái những cái mẫu cây xương rồng nó nó ít. Hầu giờ thanh thị trường em ít thái. Hay là mình không chiên về dàn này nhưng mà nó không, có mình không chiên nữa. Yeah. Là nó lùng nhiều cái loại gì đầu tiên nữa. Cái này nó kiểu như con vịt con nè. Dạ. Nó xù lông lên vậy đó. À. À. Nó không có chăm vậy, cái đụng vô nó miệng thích lắm. Kính thưa có lại xương rồng mày. Còn mấy cục bắt tay này xinh gái đó. Nó mua gì đó bữa thanh âm là ra bông là đỏ lóa đỏ lóa ấy. Một rừng xương rồng luôn trời. Đẹp quá. Nếu mà để mà phân biệt thì phải mất hết một ngà cả mới phân biệt có dạ. Cây thì có hoa, cây thì quái lọ. Cây này lần đầu tiên được nhìn thấy. Những dàn này có khi nào nhập từ nước ngoài gì không chị? Dạ có, nhập nước ngoài gì đó. Nhưng mấy cái như cái này, cái xanh xanh đỏ đỏ này thì bông. Cái bữa con bác em, con người Trung Quốc á, nó hỏi bao nhiêu á, sao nó kêu cái cây đó em không bón được đâu chị, không có bón được đâu rồi, nó đẹp quá đi, bón ngã lắm. Hỏi bao nhiêu thì bạn thằng con em nhà nó cười thôi. Những cái này mà một số người họ chơi phong thủy họ dạ, họ thích rồi. Xương rồng thích xương rồng thì nó thuộc theo những kinh nghiệm thì những anh mà buôn bán thì họ bố trí phong thủy trong cái chỗ khu vực buôn bán của họ. Em thì không rành lắm nhưng mà cũng biết chút ít về vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Em thì thích, em là thích màu trắng nhưng mà là hợp với màu trắng nữa. Thôi, mình chuyển qua cánh bên này. Chào bác. Dạ. Hôm nay về quay phim chia sẻ cho mọi người ngắm những cây xương rồng đẹp. Không giòn. Dạ không sao, không giòn thì đẹp. Dạ, không giòn thì đẹp dài mà không. Ít thái mà không là mình ít quan tâm cái dàn này chứ. Lần đầu tiên được thấy những cây xương rồng. Trước đó anh vô đây chú ơi là ơi xương rồng đẹp dài đây mà không thấy. Dạ. Yeah. Không thấy lái lên. Đẹp quá tai. Giáo biết. Hy vọng là sau cái chiều nay về là em up lên kênh YouTube của Dây Hai Lúa Vlog là nhiều người biết đến đó cái vườn xương rồng. Có một điều hai là bốn anh em mỗi ông mỗi sở thích khác nhau. Còn ông chồng em bây giờ là thích chân mai âm ấy. Thêm một ông thích chân mai vòn nữa. Thôi bây giờ cái tập ông chồng mai âm ấy. Ờ. Vậy đó, bây giờ cứ giờ là nam ông. Ông thì thích chơi cây cảnh. Ông là thích chơi xương rồng. Ông thì thích hoa, ông thích mơ. Là hết chưa đó, nam anh mà hả? Đó bốn ông luôn ra đó.
ba đứa con gái. À. Còn mấy chị con gái là thích gì? Mình cũng xin tạm dừng cuốn video chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức những cây hoa xương rồng, những cây hoa mẫu đơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.